Vừa qua, Friesland Campina Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị truyền thông về dinh dưỡng hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, với mục tiêu cung cấp kiến thức dinh dưỡng cho phụ nữ vùng cao và phụ nữ nông dân. Trong chương trình phát triển ngành sữa do tập đoàn này khởi xướng trong hơn 25 năm qua, hội nghị thu hút hơn 400 phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia. Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Võ Thị Đem, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh và bác sĩ Nguyễn Văn Cường, chuyên gia dinh dưỡng Friesland Campina Việt Nam, hội nghị đã cung cấp kiến thức toàn diện về tầm quan trọng của nguồn dinh dưỡng cho mẹ và bé ngay từ giai đoạn thai giáo và phương pháp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, nhất là giai đoạn sau dịch COVID-19. Người phụ nữ trong gia đình khỏe thì tất cả mọi người trong gia đình mới khỏe được. Cái đó là một cái tâm huyết mà tôi muốn đi chia sẻ tất cả những cái thông tin về dinh dưỡng, những cái gì mà tốt nhất dành cho phụ nữ và trẻ em trong cái giai đoạn sau dịch COVID-19. Thông điệp chính của nhãn hàng Fiso đó là tiêu hóa khỏe, hấp thu nhanh, giúp em cho em bé khỏe mạnh từ bên trong. Và để làm được cái điều đó là do Fiso có đạm chất lượng cao, đạm phân tử nhỏ, mềm, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Truyền thông về dinh dưỡng hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ mang ý nghĩa nhân văn vì đã giúp phụ nữ hiểu rõ vai trò của nguồn dinh dưỡng trong việc nuôi con khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, sự kiện lần này cũng là dịp tôn vinh những người phụ nữ chăn nuôi bò sữa vì sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam. Cái khu vực của mình là nói chung là đất đai rồi rộng rãi cho nên là khí hậu nó cũng tốt đó, cho nên là cây cỏ rồi nó phát triển tốt, cho nên là mình phục vụ thức ăn cho nó, con bò nó phát triển cũng tốt, cho nên là nó sẽ ra những sản phẩm tốt. Trong nhiều năm qua, Friesland Campina Việt Nam liên tục và kiên trì với định hướng phát triển bền vững của ngành sữa nhằm mang đến nguồn sữa nguyên liệu đạt chất lượng cao. Ngoài ra, tập đoàn không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống, gắn kết nông dân Việt Nam, đặc biệt của các nông hộ chăn nuôi bò sữa đối tác thông qua chương trình phát triển ngành sữa.